và cũng nhiều khách hàng thắc mắc với chúng tôi là tại sao cái mặt sập này thì nó lại có một khe hở đằng sau này. Đó, thì chúng tôi gọi đây là cái khe thở này quý vị này, thì bởi vì là cái mặt sập này có diện tích rất là lớn thì chúng ta dùng theo thời gian này nó sẽ gỗ nó sẽ bị co, thì khi gỗ nó bị co thì nó sẽ tạo một cái đường hở như này, thì chúng tôi tạo một cái khe thở như này để khi mà cái mặt sập nó co thì chúng ta sẽ dồn ở phía đằng sau lại, thì là cái theo thời gian thì nó sẽ khít lại quý vị nhé. Đây là nguyên lý làm mặt sập nó là như vậy. Vâng, đầu gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày đầu năm âm lịch, dương lịch 2021, thì chúng tôi đang trong quá trình làm nguội cũng như là quá trình hoàn thiện một chiếc sập ngồi bằng chất liệu gỗ vụ. Đây trước mặt quý vị là tôi đang trực tiếp quay ở trong xưởng hoàn thiện của chúng tôi, trong xưởng sơn hoàn thiện này quý vị. Thì anh em thợ là đang làm nguội chiếc sập này, rồi những cái khâu cuối cùng để chuẩn bị để sơn BU. Đây quý vị thấy được, đang trong quá trình là đánh dây giáp và hoàn thiện chiếc sập này cho một khách hàng ở tại thành phố Việt Trì. Rất là kỳ công quý vị ạ. Và những cái sản phẩm mà đục chạm mà kênh bong ngoi móc như thế này, đây là cái quá trình hoàn thiện như là làm nguội nó rất là lâu và mất nhiều thời gian. Đây quý vị này, từng những cái họa tiết hoa văn thì được chúng tôi làm kênh bong lên này, như là để làm nguội những chiếc sập này thì rất là lâu, rất là kỳ công. Hiện tại là đang là mùa đông rồi nên là thời tiết rất là rét, và để làm những sản phẩm này rất là vất vả quý vị nhé. Chiếc sập này thì có cái độ dày của phần dạ này là dày là lên tới 10 cm này, và đục chạm thì là hoàn toàn thủ công bằng tay luôn. Đây, hình ảnh những chú sóc đang ăn những quả nho, hay là những chú chim, chim điểu. Đây là sập thờ, sập ngồi, sập thập điểu Quận Mai. Và toàn bộ những cái chú chim này của chúng tôi là được đính mắt nên là rất là sống động quý vị này. Cũng như là những cái phần tỉa tách của từng cái lông này, tỉa rất là nét. Đó, bên trên này thì có hình ảnh một con thật không, rất là sinh động, như là hoa lá. Bên này là đang đánh cái giáp nên là nó sẽ bạc trắng như này. Còn phía bên này thì là nó sẽ thật màu gỗ hơn này. Thật màu gỗ. Đây là chúng tôi làm là 100% là chất liệu gỗ vụ. Với cái đường nét họa tiết hoa văn cực kỳ là sống động luôn. Đó, chiếc sập này thì đã có khách hàng và đã có chủ nhân rồi. Nhưng ngoài ra chiếc sập này thì chúng tôi còn có rất nhiều chiếc sập khác nhé. Các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ tiếp tới xưởng. À, địa chỉ trên này. Hôm nay là những ngày dương lịch ấy, thì là vào những ngày đầu năm 2021 dương lịch rồi. Tuy nhiên nếu tính theo âm lịch của người Việt Nam ấy thì là cũng là sắp đến tháng 12 rồi, và cũng chỉ còn một tháng nữa thôi. Và chúng ta sẽ đón Tết Nguyên Đán 2021, Tết năm con trâu đó. Thì tại là anh em thợ trong xưởng là đang rất gấp rút và hoàn thiện rất là nhiều sản phẩm để chuẩn bị để bàn giao cho khách hàng kịp cái tiến độ đón Tết Nguyên Đán này. Đó. Ngoài ra thì thời gian nó không còn nhiều nữa, còn bác nào mà có nhu cầu ấy thì cũng cứ hay nhanh tay đặt hàng để chúng tôi có thể sắp xếp được lịch, tránh tình trạng mà khi chúng ta mà muốn mua sắm đồ gỗ gia đình mình mà đến những cái dịp mà nó quá cận kề Tết thôi thì là rất là khó các bác ạ. Nhưng mà sát Tết quá thì chúng tôi là không thể nhận đơn hàng thêm một nữa rồi. Hiện tại là chúng tôi còn rất là nhiều hàng nữa rồi, chúng tôi chỉ nhận thêm một vài sản phẩm nữa thôi là sẽ chốt sổ và sẽ hoàn thiện trong Tết này. Và tiếp theo giới thiệu một chút thêm về chiếc sập này, thì là cái phần mặt này là có cái kích thước là 1m8 x 2m2 và được làm từ hai tấm gỗ liền ghép vào nhau, có độ dày khuôn tranh là 7 cm, ván là dày 2 phân. Phía bên này là phần dạ ngang,
phần giã ngang của chiếc sập, thập điểu Cuối Mai. Và cũng nhiều khách hàng thắc mắc với chúng tôi là tại sao cái mặt sập này thì nó lại có một khe hở đằng sau này. Đó, thì chúng tôi gọi đây là cái khe thở này quý vị này. Thì bởi vì là cái mặt sập này có diện tích rất là lớn, thì chúng ta dùng theo thời gian này nó sẽ gỗ nó sẽ bị co. Thì khi gỗ nó bị co thì nó sẽ tạo một cái đường hở như này, thì chúng tôi tạo một cái khe thở như này để khi mà cái mặt sập nó co thì chúng ta sẽ dồn ở phía đằng sau lại, thì là cái theo thời gian thì nó sẽ fit lại quý vị nhé. Đây là nguyên lý làm mặt sập nó là như vậy. Mặt rất là đẹp và không có một vết vát gì. Một cây gỗ cổ rất là lớn. Đây, vị này. Chúng tôi làm rất là kỹ nhé. Từng cái đường nét chi tiết là đều được mài rũa hết. Mài rũa đến từng chân tơ kẽ tóc luôn. Chân tơ kẽ tóc là đều của chúng tôi là mài rũa và làm rất là kỹ càng. Nên là có một cái độ hoàn thiện rất là kỹ. Khách hàng sử dụng hoàn toàn yên tâm về cái độ hoàn thiện. Như là cái sản phẩm này thì là gỗ của chúng tôi là cũng để khô, co ngót, rất là kẹt rồi. Quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở có địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ này. Số điện thoại là 0957 510 86 và là website là đồgỗtùng8.com. Xin chào mọi người nhé. Mọi người đừng quên bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi được thêm những cái sản phẩm đặc sắc của chúng tôi.